Ba đời chư Phật thương tình, trải ban cam lộ nước lành từ bi, cho con rửa sạch nghiệp đi. Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm, mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham sân não phiền. Không tin tam bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng, tuổi xanh phong túng ngang tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đạn phá nơi an hòa, sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri, con nguyện y vào lời ngay, bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn. Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm, mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật thánh phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên vương, thiên long bát bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giá sắc son, đế đầu kính lại chư tôn các ngài. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát.
cúi đầu đảnh lễ Phật rồi con xin sám tiếp muôn đời tội kiên quy Tam Bảo trước tiên Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh Phật là ruộng phước an lành là người cho cả nhân sinh nương nhờ pháp đưa con vượt qua bờ thoáng dòng sinh tử bờ nhớ hồng trần đưa con trở lại nguồn chân xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau tăng nương hòa hợp làm đầu hy sinh bán ngã mưu cầu thành cao trải thân trong chốn ba đạo mà không đắm nhiễm xa vào bên mê một lòng thần phục quy y nguyện cầu Tam Bảo gia trì độ nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương tôn nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương hình thái hiền thánh tăng. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn à con xin tận đáy tâm hồn ăn năn à kể từ vô thủy trôi lăn luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu không phân sang cả hèn ngu gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ lớn như sóng biển vô số nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang do đâu tội lỗi ngâm tràn hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê nói năng chẳng biết nghĩ suy làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân nghĩ thì điên đảo xoay vần chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn hoặc vì mê mẩn sáu căn đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai luôn luôn tự thị có tài biến đâu tài với chữ tai môn vần hoặc vì chẳng quán nội tâm tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên hoặc vì theo cảnh đau điên chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng tu hành theo lối lăng xăng cho nên ba chướng không từng dám suy nghiệp chướng bao chướng chẳng lê thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm cản ngăn tri giác nội tâm có đường giải thoát mê lầm chúng sanh lời vàng Phật dạy trong kinh ba chướng phải diệt tu hành mới nên ăn năn sám hối cần chuyên thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao diệt ba chướng tận ly hào sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần bốn ngàn tam vạn khổ luân cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh
Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng, mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh, tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh. Chẳng về cõi lối triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chết xoay bần, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chân khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao, mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công, tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn, Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, 37 phẩm tu hành trở duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hai, xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên, nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng.
Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sam giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con sinh, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương, cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm, làm sao bao nổi Phật ân, và khiên dấu nặng hạ ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn Phật thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng, tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan, lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không, tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn, ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quy. Nam mô Đông Phương A Xuất Bệ Phật. Nam mô Hóa Quang Phật. Nam mô Linh Mục Phật. Nam mô Vô Úy Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam mô Đăng Vương Phật. Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Đại Sư Phật. Nam mô Thật Kiến Phật. Nam mô Kiến Vườn Hoa Phật. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương, chư Phật cùng thánh hiền tăng dẫn đầu đánh lễ trời.
tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ. Chí thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô tận hư không khắp pháp giới, qua hiện vị lai tân cả mười phương phần. Nam mô tận hư không khắp pháp giới, qua hiện vị lai tân cả mười phương pháp. Nam mô tận hư không khắp pháp giới, qua hiện vị lai tân cả mười phương tăng. Huống chi mạng sống vô tri, như đường trường gió trường kỳ lung lay. Thở ra chẳng hít vào thai, tâm thân tự đại cũng tài đất trôi. Quả báo không liệt tam đồ, một mình chịu ai lo mình. Tiền tài sự nghiệp linh đình, cũng không thể đổi tội tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường. Đến nay mau Nam mô Nam phương phổ mạng Phật. Nam mô Oai Vương Phật. Nam mô trụ trì tất hành Phật. Nam mô Hạt Huệ Phật. Nam mô Xưng Thinh Phật. Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Khởi Hành Phật. Nam mô Nhất Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật. Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Đại Sơn Vương Phật. Chớ nên ngu dại tự hào, trong đời hiện tại ta nào làm sai. Cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên. Biết đâu tội lỗi oan thiên, đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành.
chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệm oan, nghiệm xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ít gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu, giấu ai giấu được mình đâu, càng ham che giấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ đều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh, chư tôn hiền thanh hiển linh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng về chẳng rõ đắng điều dấu che, nay còn phát một lời thề, không còn che dấu mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm, mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Hương Tích Vương Phật. Nam mô Hương Thủ Phật. Nam mô Phật Tăng Phật. Nam mô Không Tạng Phật. Nam mô Bảo Tràng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Quang Vương Phật. Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Em nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Nam mô Bắc Phương Nàng Thắng Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Kim Sắc Vương Phật.
Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật. Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật. Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật. Nam mô Luân Thủ Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Đề đầu sám hối phận tiền ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai ý gieo ba độc hiểm nghèo tham lam sân hận còn đều si mê chính vì mua tối lệ thề tin theo tà kiến say mê sáu trần trong kinh lời phật ân cần chỉ bài neo ác do nhân tự trồng tham sân si độc trùng trùng xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay anh dù cho trở lại có ngày làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa nghèo nàn cô quá lọc lừa hung hăng đần độn xác sơ môn đời còn bao quả bao tài trời cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau à con này chỉ thiết khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năn Nam mô Đông Nam Phương Trì Địa Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Huệ Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu phải coi phiền não như thù vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh nó thường gây những khó khăn chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành não phiền như nước lũ nhanh cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian khiến ta không khổ gian nan đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau não phiền chằng chịt với nhau như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh không cho ai thoát phục hình không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi vì dòng nhân
quả đời đời ra bà sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê à, nay con lợi dụng cần kề chữ con à, giúp con gọi rửa tâm hồn à, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu à, tiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam mô Long Vương Đức Phật. Nam mô Bảo Thịnh Nam mô Địa Tự Tại Phật. Nam mô Nhân Vương Phật. Nam mô Diệu Thịnh Phật. Nam mô Hạnh Tuệ Phật. Nam mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam mô Thiện Vương Phật. Nam mô Thượng Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào à, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau à, tưởng mình à, tâm à, thức thanh cao à, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc núi ba độc trong nhà à, hoặc về ba lầu ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoàng gió năm cái mà ra, hoàng gió năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liên sáu hành, hoặc do sáu ái hoạn hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên,
thân là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầng sâu rộng đàn nhập tâm, ta khoai ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật. Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hoa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Nguyện nhờ công đức cao dày, khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thân
không khổ không cần sợ chi, nhân duyên nằm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiệm mơ chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô tức hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu. Nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chỉ thành lễ lại cung dường chư tôn. Nam mô Tỳ Lô Gia Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa. Nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai.
tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đường ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biến hay, lỗi lầm che giấu tội ngày càng tăng. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây, con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phật. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thắng Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chính thân hình, ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, có tình tham luyến mãi mà đứng sao, ai một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi, nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu đàn hiểm hố hang bước vào, lỗi lầm tạo tới chân nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai tự nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày, y lời phân dạy mà dạy công tu. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mãn công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo.
chạm chân đã lỡ chuyên đó, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dại khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng chân. Chư Phật Bồ Tát thanh hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Hạng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cổ Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tề Phật. Nam mô Sơ Tử Phật. Nam mô Phân Tân Phật. Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Tìm Càn Phật. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần. Sở khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn này ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oan khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oán. Kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra. Tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận minh anh. Diêm vương nội trận lối đình, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim than vàng, cũng không thoát cánh cửa bàn che xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phần anh. Vô thường ập tới bấn
thần hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này con sám tự đáy lòng khẩn cầu Phật Thánh thay đồng chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thân Phật. Nam mô Văn Vương Phật. Nam mô Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật. Nam mô Văn Thần Vương Phật. Nam mô Đại Công Đức Phật. Nam mô Đại Tu Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật. Kể từ vô thị đến nay vô minh che lấp nghiệp dày đã cam, mà tùy theo tính chất việc làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên đam mê vật chất do phiền não tham, giận hờn phá phát nghiệp sân vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạng kính chế nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần, không tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng ngã luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai, u mê suốt cả ba đời chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thanh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đất Đại Thế Chí Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Thật Thình Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Nam mô Vô Tận Ý Phật.
lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con, tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng trói mòn tâm can. Sớm trừ phiền não lẫn sang, sớm tiêu phong dần sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ mũi ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ánh nắng sám hối không phai nhạt lòng, dập đầu này đấng chi công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Phật, nam mô Vô Cấu Quang Phật, nam mô Lạng Trang Nghiêm Tư Duy Phật, nam mô Vô Cấu Nguyện Tràng Sinh Phật, nam mô Hoa Quang Phật, nam mô Hòa Quang Phật, nam mô Bảo Thượng Phật, nam mô Bồ Nam mô Viện Lý Chư Uy Kinh Bồ Phật, nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật, nam mô Kim Quang Minh Vương Phật, tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, cội từ y nghiệm gây ra gốc căn nghiệp tội chính là tham sân anh. Si mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền, rằng ba cõi nhân thiện y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân khán vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miễn ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y.
chư tâm quỷ tận hư không khắp pháp giới qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương. Chí tâm quy tận hư không khắp pháp giới tôn pháp thường trú mười phương. Chí tâm quy tận hư không khắp pháp giới quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sống ngàn trùng mà đại dương khổ đạo mênh mông xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Quán Thế Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phán nguyện. Bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thị những tham sân si động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết cõi có tất cả mọi thứ trở ngại trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả quảng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hên thầy chúng sanh. Nguyện cầu pháp giới hên thầy chúng sanh cùng đưa quảng sanh thế giới cực.
bán nhà ba la mà đa tâm kinh quán tư tài quán sau bàn nhã ngài thấy rằng tất cả là không năm uẩn cũng thế một dòng mà là không nên vượt khỏi vòng khổ đau xa lời tự pháp sâu tin chẳng sắc là không không sắc chẳng hai này xa lời tự nghe đây bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không vì không tướng nên không sanh diệt cũng chẳng tăng chẳng thiện mây nào chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào ở trong không đó pháp nào cũng không đã không sanh lại không cả thọ tưởng thức hành lại có hay sao mắng tai mũi lưỡi thật đau không thân không ý dễ giàu thức sanh cũng chẳng có sanh thanh hương vị xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi nhãn giới đã chẳng có rồi đến ý thân giới tham ôi có gì vô minh đó là chi chẳng thấy lẽ nào đâu tận thấy vô minh đến như lão tử chẳng sanh mong lão tử tận thân tình luôn công khổ tâm về đào đồng không có trí tuệ mong được có được chăng các hàng bồ tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì không sợ hãi viên lý điên đảo xa lìa mong tướng đáo niên bàn ba đời chư phân thương làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân ba la mẫn thượng chân đăng giác ngồi tòa sen diệu giác bồ đề thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân là đại minh oai thần vô thượng là chú thần diệt chướng vô song hay trừ hết thai khổ không phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi nên như vậy tức thì nói chủ yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà hán yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà công đức sám hối có nghĩ lường vô biên phương đứng nên tỏ tường nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường duyên lành hồi hướng mau giác ngộ văn thù phổ hiền quang âm độ nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tửu trước điện Phật thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền kiên oan trái hoặc nhiều kiếp oan thù hoặc phạm các điều giới cấm hoặc sát hại mạng chúng sanh hoàng tạo thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác ý ba nghiệp xấu lầm làm điều quay gây các tội lỗi
khẩn cầu ai thân chư Phật từ lực Bồ Tát vô lòng thương xót gia hộ chúng con tội.